Đào u đất nghi vấn trong vườn, phát hiện thi thể cụ bà 95 tuổi. Nghi vấn u đất cao hơn bình thường trong vườn. Tiến hành đào, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện một thi thể bị chôn, sau đó trồng cây chuối lên trên. Bước đầu xác định đó là thi thể cụ bà PTK, 95 tuổi, là bà nội mà anh DDT mới trình báo mất tích. Ngày 27 tháng 9, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc về trường hợp cụ bà PTK, 95 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, nghi bị chôn trong vườn nhà, sau đó trồng cây chuối lên nhằm phi tang. Hồi 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Công an xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh DDT, 31 tuổi, con trai ông DDM về việc bà nội mình, cụ K, mất tích. Nhận tin báo, Công an xã đã xuống nhà ông DDM, 59 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, là nơi cụ K đang sống cùng để tìm hiểu thông tin. Do ông M nói không biết nên lực lượng chức năng đã cùng người thân trong gia đình và hàng xóm tìm kiếm khắp tới nhưng không thấy. Ngày 26 tháng 9, Công an xã Hiệp Hòa đã mời ông M đến trụ sở để làm rõ các vấn đề xung quanh vụ việc trên. Thời gian này, một số cán bộ, chiến sĩ đã xuống nhà để thu thập thêm thông tin từ người thân và hàng xóm ông M. Tại khu vực trong vườn nhà ông M, các cán bộ, chiến sĩ công an xã phát hiện một u đất cao hơn bình thường. Bên trên có trồng một cây chuối cùng dấu vết còn mới nên tiến hành đào u đất nghi vấn thì phát hiện thi thể cụ ca chôn phía dưới. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũ Thư, công an tỉnh Thái Bình và các lực lượng chức năng đã khoanh vùng hiện trường, tổ chức khám nghiệm và giám định pháp y tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.